Mời các bạn xem tiếp bộ truyện Đêm tình yêu và sát ý chấp chính. Bù, bịch bịch, 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 a a a. Rốt cuộc tổ chức của chúng ta đã trêu chọc phải ai vậy? Nhỏ giọng thôi, đừng để bị hắn phát hiện. Nghe nói cấp cao của tổ chức giết chết ba mẹ hắn. Lúc đồ điên đó mới mấy tuổi đã tắm máu Tarantula chúng ta rồi. Là cậu em trai cao nhân tả trong cặp song sinh đó. Cậu, qua đây, rõ, nhảy phát 10 bước. Cách xa tôi ra. Được, nhảy lùi 5 bước. Mặc dù cậu nhóc này hành động quái gở nhưng dường cái nghe lời hơn Tá Sâm nhiều. Sau này có thể áp dụng cậu ta vào thực hành. Cầm mấy bộ quần áo tới đây cho tôi. Quần áo của cậu ta chẳng hợp với tôi gì cả. Tuân lệnh. Lão đại. Có tin clip quen từng xuất hiện ở gần nhà thờ Klim.
Các kiến trúc ở khu đó rất cũ kỹ, chúng tôi vẫn chưa tìm ra tổ chức nào đứng đằng sau. Là Mamba đen. Nhà thờ Klim là căn cứ bí ẩn nhất của Mamba đen. Năm đó tôi đã phá hủy toàn bộ tụ điểm của bọn họ, chỉ còn lại nơi đó. Sau khi tôi ở ẩn, Mamba đen có thời gian nghỉ xả hơi rồi quay trở lại. Thì ra là vậy, quả nhiên vẫn là tiền bối anh hiểu biết về tàn dư của mấy gia tộc thuộc hệ thống cũ hơn. Anh kinh. Mặc dù đẹp lắm nhưng quần áo trên người anh là của ai vậy? Của em đó đại ca ơi! Xin lỗi sếp. Nếu ban ngày anh ấy làm việc cho anh thì cần có quần áo mới hợp hơn chứ không hành động bất tiện lắm. Sao tôi phải làm việc cho cậu ta? Cười, đứng dậy. Không phải tối qua em nói rồi sao? Anh kinh. Chào mừng anh gia nhập tổ chức của em. Ba từng nói với em nếu thuê thì phải thuê anh. Bắt đầu từ bây giờ anh chính là sát thủ của em. Anh cũng đã thú nhận mấy năm ở ẩn anh cũng chưa từng ngưng điều tra. Thấy chúng ta có cùng chung mục đích. Là săn giết tất cả người sáng lập Canva. Sếp quyết định đưa sát thủ kinh khẩu súng đó sao? Trước khi thể lực khôi phục chỉ đành phối hợp làm việc cho thằng nhóc thần kinh này thôi. Hơn nữa báo thù cho cha của cậu ta vốn dĩ cũng là một trong những nguyên nhân khiến mình ẩn náu trong web đen sau khi ở ẩn. Hợp tác với Burnett quả thực có thể đẩy nhanh tiến độ báo thù trì trệ đã nhiều năm. Săn giết Canva đúng thật là mục tiêu của tôi. Lên nòng. Nhưng muốn tôi làm việc cho cậu, phải thỏa mãn hai điều kiện của tôi. Đồng loạt nhấc súng. Mấy người lui xuống hết đi, để tôi nói chuyện với anh Kinh. Rõ. Taylor tập sau. Trước kia là do anh cứ nói mấy lời khó nghe hoặc chơi trò mất tích nên em mới vậy. Nếu anh có thể dỗ dành em sẽ nghe lời anh. Nói đi, hai điều kiện đó là gì